cài đặt ẩn thanh điều hướng trên điện thoại Samsung Galaxy. Truy cập vào cài đặt. Chọn màn hình. Chọn thanh điều hướng. Ở phần kiểu điều hướng chọn thao tác vuốt. Lúc này thanh điều hướng sẽ ẩn đi. Thao tác các phím điều hướng bằng cách vuốt từ cạnh dưới màn hình lên. Vuốt từ cạnh dưới bên phải, phím trở về. Ở giữa, phím trang chính. Bên trái, phím gần đây.